Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình làm từ giấy 10 đồng nha bạn. Bữa giờ bận quá. Thế là chơi nhân sao, nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Nếu mà thấy ngôi sao là trúng hết 15 giải luôn. Ok, mình nắm mã số chú sệt với bạn nha. Thấy là logo của nhà mình nè. Ok, make some money baby. Thấy đây mình là trúng 20 á. Em quên hạt, em đào lộn rồi. Thấy cherry là đi bán chuối. Đi block rồi đi luôn, thấy chiếc nhẫn của chúng. Số đầu tiên là số 4 nha, kế tiếp là 19, sau đó là 7, kế tiếp là 27, sau đó là 28, sau đó là 29, 25, lộn. Yeah, có mấy số sau này mình trúng nha các bạn. Yo, make some money baby. Yeah. Yeah. Số 3, có số 4, số 3, 11. Thấy có điểm quá. 24 luôn. Điểm càng ngày càng thấm à. 18 luôn. We are getting good luck at this. Đây là gọi là bàn tay vàng trong ngành đổ bát. 25 không. Người ta 25 ra 24. Trời ơi, bàn tay vàng trong làng đổ bát. Coi ông thần tài với ông thơ địa ở nhà mới có. Có linh không? Có thợ không? Có linh không? Get the 4 million jackpot. 1 million is a lot of money already. Yeah. 23. Cho con trúng cái con làm cái tân gia hoành tráng ha. Con trúng cái con làm cái tân gia hoành tráng. Số 8, 28, 21 million. 4 triệu đô còn bảo. How you know you're rare? 4 million bảo. Yeah, 4 million. Wow, 29 luôn. It's so many money. Let me see. We have to get the 4 million jackpot because we have... I'm not going to say that, but... 26. Our bank account. Yeah, bạn đã về trong ngành đấu bát luôn. But we need to get the 4 million bank account. Cái cậu không đi chứ dục làm gì nữa. 17. Ôi thế đây 17 trên đây 27 số 7. Thôi là thế đó. Chỉ muốn làm mơ. Đem mơ về ăn luôn. Yeah. Ok, nếu các bạn thấy hay đăng ký cho đầu mình bên dưới. Thank you các bạn nhiều.